lưu 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 đây chị hùng không tự nhiên đi cứ rót đi chị ơi cứ rót đi quay ngồi gần.
rồi. Ờ, gì vậy? Ủa, thôi sao mình muốn nữa nhá. Thôi, con tiền thì nó mới xong rồi mới quay gì ạ. Người như nắm cơm. Nhưng mà chị chả uống với em chén nào? Tí chị đi xin nha. Mình cứ tả vờ cầm đi cho nó máu. Ờ, được rồi, ok. Cầm cho nó máu. Cầm cho nó máu nha. À, Hồng ơi, Hồng, Hồng quay. Hả? Em mặc được. À, chị Hương ơi, quê chị Hương là chỉ rang chứ không nấu hở. Còn chị đứng bên cạnh chị là tắm lúc nào cũng kỳ, chứ không cọ mà chỉ kỳ thôi. Không cọ mà chỉ kỳ thôi. Chỉ kỳ thôi. Nhưng mà người nhà quê quê chị là chỉ rang chứ không nấu. Chị ơi, chị là kỳ đúng không sao ạ? À, chốc nữa công an họ chỉ làm ở cái chỗ gốc đề thôi chị ạ. Chị thôi. Vâng. Đòi thằng em ăn với cháu rồi. Là bác Uyên. Em đỡ chị là tốt. Dạ. Đúng ạ. Chị đưa đây em uống rượu môn thể thao em. Rượu là một đây đây có định nghĩa mới, rượu là môn thể thao. Rượu là môn thể thao mà. Mà quý nhất là em quanh này uống em. Lượt đi về lượt ra. Rượu nhất là em Hồng. Nhất là Hồng. Cái này. Cả nhà có biết ai em đi làm công tác. Ủa, quả đánh cá này.